Đấy thì như các bạn đã biết thì hôm trước là chúng ta cũng đã học qua, chúng ta đã được học qua các cái phần mềm mà gọi là cái giao diện cũng như các cái thiết kế cơ bản, thì thầy cũng đã tạo ra một cái video ngắn về các cái bài. Đó, thì chúng ta hôm trước là các bạn đã được trải nghiệm thử cái môn Corel. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng học tiếp. Đây, thầy tắt tiếng một số đồng chí rồi. Ok. Thì đây là cái giao diện của môn Corel nhé. Thì cái điểm mạnh thầy nói một chút là nó rất là mạnh về cái việc mà thiết kế biển quảng cáo. Đó. Nó rất là mạnh cho mấy cái mảng về thiết kế quảng cáo. Đấy là cái mạnh nhất của nó, bởi vì nó có thể thiết lập được mấy chục mét. Cái chiều dài nó khoảng bao nhiêu mét nó vẫn có thể được. Nếu trong Illustrator thì các bạn chỉ được khoảng vài mét, chắc là khoảng tầm 5 mét là đã là hết, là không thể tạo ra được. Nhưng ở đây thì hôm trước thầy tạo ra được rất là nhiều. Thì thầy nhắc lại một chút cái bài cũ. Bây giờ chúng ta mở grid, chúng ta bấm vào new document hoặc là chúng ta vào file new thì là một cái cửa sổ mới. Và sau đó thì cái grid new document nó sẽ mở ra, thì cái đây là cái phần tên làm việc. Bây giờ thầy ghi bài 2 chẳng hạn. Tiếp đến là cái phần reset ở đây này, thì nó cũng giống với lại một số các cái phần mềm thiết kế khác, là nó cho chúng ta một số các cái lựa chọn, ví dụ như là mặc định là CMYK hay là cotton này, một số các lựa chọn. Đó. Một số các cái lựa chọn thì bây giờ ta cứ để nó default mặc định là CMYK, và khổ giấy thì ta để tạm thời khổ A4 rồi tính sau. Đó. Kích thước ngang dọc nó cũng có đơn vị mm, cm và pixel. Thì trong cái Corel này thì chúng ta chắc là chúng ta sẽ làm chủ yếu là mm và cm, còn lại pixel với mấy cái đơn vị khác thì chúng ta không nên làm. Thì không phải không nên làm mà chúng ta đã được học AI rồi thì chúng ta làm trong AI nó sẽ nhàn hơn rất là nhiều. Chúng ta cứ để mm và number of page là cái số trang. Đó, cái số trang. Tiếp đến ở đây là cái hệ màu. Nó có hai hệ màu cơ bản là RGB và CMYK, thì ta cứ để nó mặc định là CMYK bởi vì chúng ta làm về quảng cáo. Và nếu chúng ta làm RGB đến lúc nó sai màu nhá. Tiếp đó thì chúng ta nhấn OK thì chúng ta tạo được cái bảng làm việc như trên. Bây giờ giả sử như là đây là cái khổ A4 nhá, cái khổ A4 này chúng ta làm đơn giản đúng không ạ? Bây giờ ta không muốn là khổ A4, tao muốn nó là một cái biển bạt dài ngoằng đi chẳng hạn. Thì ở đây ta có thể thiết lập cái thông số cho nó ở trên cái thanh công cụ này. Ở đây ta đang để khổ A4 đúng không? Bây giờ ta gõ vào cái thông số khác, ví dụ như ta để là thứ 8 mét xem nào. 8 mét là 8.000 đúng không? 8 mét nhân với khoảng 2 mét thử xem nào. Đó, enter. Thì khi mà chúng ta để như này đúng không ạ, mà chúng ta bấm vào cái on page này này thì tất cả các cái page sau này nó cũng sẽ sổ ra chúng ta đúng với cái đơn vị này. Ở đây chúng ta có thể là để nó current page đó, thì các cái bảng sau thì nó có thể ngang có thể dọc đó. Chúng ta xem nào, đấy các bạn nhìn ạ, bây giờ chúng ta đã có được một cái banner dài ngoằng dài tới tận 8 mét. Ở đây chúng ta dài tới 8 mét và cao 2 mét, thì để cái tỷ lệ nó hơi xấu tí cho khoảng 3 mét xem nào. Enter. Đó. Thì chúng ta được một cái hình như này. Bây giờ các bạn thu nhỏ này. Đó. Các bạn hoàn toàn có thể thu nhỏ được nữa. Và như thế là cái hình này đang rất là to. Tuy nhiên là mình không khuyến khích các bạn là để đúng cái đơn vị tính như này, bởi vì khi mà các bạn để đúng cái đơn vị tính là 8 mét ấy, thì lúc cái quá trình mà các bạn làm, đặc biệt là mấy cái hiệu ứng crop sâu ấy, nó sẽ rất là nặng máy, nó rất là nặng. Cho nên nếu mà cái đơn vị cái kích thước của chúng ta mà to thì các bạn có thể để tỷ lệ một tỷ lệ 50 50 hoặc là tỷ lệ 1 phần 10. Trong trường hợp này nó to quá thì ta cứ để nó khoảng 4 mét nhân lên 3 mét rưỡi, thì sau này ta xuất ra ta nhân đôi lên thì nó thành 8 mét đúng không ạ? Ta để 4 mét này nhân với 1,5 m, ví dụ thế, thì chúng ta có cái hình như này thì nó vừa nhẹ máy và chúng ta làm nó rất là dễ. Tiếp đến thì chúng ta
Tôi nhắc lại cái lệnh F6 là cái lệnh mà vẽ hình chữ nhật. Ta bấm vào cái lệnh F6, ta vẽ một cái hình chữ nhật như trên. Đó. Vậy thì sau khi ta vẽ xong, người ta muốn đổ màu cho nó. Đổ màu thì các bạn cứ bấm vào đây đổ màu thôi, bấm chuột phải và bấm là đổ màu nhé. Chuột phải là bỏ là đổ màu và chuột trái là để viền. Đó. Các bạn nhớ là ghi vào chuột phải. À, xin lỗi, chuột trái. Chuột trái là để màu và chuột phải là để viền nhé. Trong Corel nó cứ là chuột trái là để màu và chuột phải là để viền. Vậy thì chúng ta nó có một số các màu cơ bản này, nó có một số các cái màu cơ bản. Vậy thì bây giờ giả sử cái màu cơ bản này chúng ta nó đơn giản quá. Một là ta sẽ pha màu. Đúng không? Một là ta sẽ pha màu. Nhấn F12 hay là hoặc là chúng ta có thể giữ cái con chuột trái một lúc, bấm vào đây. Nó sẽ ra một số các cái bảng màu, nó sẽ ra một số cái tùy chọn màu của chúng ta. Đó, ta có thể cho nó đậm hơn, ví dụ thế, đúng không ạ? Thì ta đây, thông thường một cái thiết kế của chúng ta thì không nên để các cái màu cơ bản. Bởi cái màu cơ bản thì nó đơn giản, ai cũng có thể làm được nhá. Thì mỗi một lần chúng ta pha màu ấy, với mỗi một bài chúng ta pha màu thì nó lại sổ thêm một cái thanh thanh màu bên dưới thanh ngang của chúng ta này. Các bạn nhìn thấy cái thanh ngang của chúng ta là có cái thang màu này, đấy. Thì khi mà bài chúng ta làm bao nhiêu màu được ở cái thanh ngang nó sẽ hiển thị ra chúng ta. Ở đây nó lưu lại cái thang màu nhá, cái thanh ngang này đấy. Thì bây giờ chúng ta cũng có thể tạo ra các cái bố cục y hệt như là trong Illustrator. Chúng ta vẽ các cái hình hình tròn đúng không ạ? Các bạn hoàn toàn cũng có thể vẽ các cái hình tròn, hình vuông bằng phím F7. Đó. Cái phím F7 thì vẽ được các cái hình tròn, hình vuông. Nhá. Đây bây giờ ta nhấn phím F7 này. Thì với điều kiện là cái phím F7 nó chỉ hoạt động với điều kiện là khi mà các bạn dùng ấy thôi, dùng máy bàn thì nó sẽ hiệu quả. Còn thầy thì thầy đang dùng laptop cho nên là cái phím F7 này nó đang không hiệu quả lắm mấy cái phím tắt này này. Bởi vì sao? Bởi vì là nó đang link với lại một số các chức năng, ví dụ như bây giờ thầy nhấn phím F7 thì tự nhiên là cái chế độ màn hình của thầy nó sẽ tụt màu xuống, có nghĩa là nó sẽ trầm xuống. Và nhấn kể cả khi mà nhấn phím FN nó cũng vẫn cứ tụt xuống, thì đang nhiều khi là đang không chưa rõ được là tắt nó đi kiểu gì. Đấy, thì trong cái trường hợp này ta vẽ đang tạo các bố cục đúng không ạ? Bây giờ với hai cái hình này đúng không ạ? Hai cái hình này ta để màu trắng này, ta để màu xanh hoặc ta để viền đấy. Bây giờ mà ta muốn lấy một cái khung hình ở giữa này này, lấy nguyên cái khung hình thì ta chọn hình thứ nhất và ta chọn vào hình nền. Và sau khi ta chọn vào hình nền ấy thì auto cái là cái trên cái thanh này này. Cái thanh này ở trong bên Inus thì nó gọi là thanh control đúng không? Thì nó sẽ hiển thị ra cho chúng ta một số các lựa chọn như là well là hàn đúng không ạ? Well là hàn, chim là cắt đúng không ạ? Đó. Thì chúng ta nhớ mấy cái lệnh này, well là hàn, chim là cắt. Một số cái lệnh insert là tạo thêm một cái hình ở giữa này. Ta bấm insert nhé. Vậy bây giờ ta xong được cái hình này. Ta bỏ cái hình đi. Các bạn nhìn, khi ta nhấn insert thì nó có một cái hình này. Đấy. Thì đấy là cái lệnh insert. Bây giờ thầy làm lại nhá. Đây. Ví dụ bây giờ ta vẽ một cái hình tròn. Hai hình này với nhau. Thì đây. Chúng ta chọn hai cái hình. Thì nó sẽ sổ ra cái bảng này. Vậy thì ta nhấn insert này. Nó sẽ tạo ra một cái ô hình ở đây này. Đấy. Ô hình. Ta đổ màu thử nhá. Đúng không ạ? Đấy. Thì đấy là cái lệnh insert của chúng ta. Vậy thì với các phương pháp đấy, bây giờ ta cũng có thể đưa các cái hình vào. Bây giờ ví dụ hình này nhá. Đây là ta để nó màu vàng cho nó dễ nhìn đã này. Thì trong Illustrator cũng như trong Photoshop, ta muốn nhân bản một đối tượng thì ta nhấn phím Alt đúng không ạ? Còn ở đây thì chúng ta có một cách, đấy là Ctrl C và Ctrl V. Ctrl C này, Ctrl V này. Đấy thì nó paste ra một cái. Hoặc là các bạn có thể di chuyển cái con chuột. Đây ví dụ cái hình này nhá. Một là ta Ctrl C này, Ctrl V có cái hình. Hai nữa là các bạn đưa cái con chuột này ra một vị trí kích phải con chuột. Đó.
nhớ là phải giữ nguyên cái con chuột con này nhá, giữ nguyên cái con chuột trái, đừng thả nó ra. Thả nó ra là nó hiển thị ở cái bước di chuyển, đưa con chuột trái ra một vị trí khác, kích phải vào. Nhưng mà nhớ phải giữ cả với con chuột trái nhé. Thì chúng ta có thể copy được cái này, nó giống với lệnh Alt trong Photoshop, trong Illustrator. Tiếp đến, bây giờ giả sử cái hình này ta sẽ tạo thêm một lớp nữa, kích phải vào nó. Đó. Hai cái hình này bây giờ ta, cái hình ở trên này ta cho nó trầm hơn một chút, cam đi chẳng hạn, hoặc là đó, ta để nó màu này như chẳng hạn. Thì hai cái hình này bây giờ ta muốn nó xuống dưới cùng, thì nhắc lại bài cũ một chút là chúng ta nhấn shift paste up, shift paste down rồi đúng không ạ? Thì chúng ta có được cái hình như trên. Vậy thì bây giờ chúng ta ví dụ như này, ta đưa một cái hình mẫu nào vào đó, chúng ta vào file, chúng ta vào import, Ctrl I, Ctrl I là import nha. Muốn đưa một cái hình nào vào, thầy nhắc lại, muốn đưa một cái hình nào đó vào, chúng ta vào file, chúng ta vào import. Đấy, import nha. Các bạn có ghi kịp không? Chúng ta vào import. Và sau khi vào import ấy thì nó sổ ra một cái kho tư liệu của các bạn. Thì các bạn ở đây các bạn có thể tìm các cái nguồn tư liệu. Ở đây ví dụ như thầy có cái nguồn tư liệu chẳng hạn poster chẳng hạn này. Sẽ làm poster. Ở à đây cái này ta tự làm rồi, xem có cái fashion này. Đây. Ví dụ lấy cái hình nào xinh xinh một chút nhỉ. Đây, lấy cái thằng này đi. Rồi sau khi ta lấy xong cái hình, nó sổ ra cái bảng này, một là ta kích vào nó thì nó sẽ ra luôn cái ảnh, hai ta bấm vào ta kéo thì cái này nó cũng hơi giống Photoshop đúng không ạ? Đó. Ở trong trường hợp này thì bây giờ cái hình này này muốn đưa nó vào cái hình bên dưới này đúng không ạ, thì ta bỏ màu của cái hình bên trên thì ta xem cái ước lượng cho nó vừa không đã nào. À, ta kích phải để ta để cái viền trắng. Bây giờ ta kéo cái hình vào ta xem nào, bố cục cái nào hợp lý. Rồi này là cũng tương đối đúng không ạ? Ta đưa cái hình này lên một tí. Đó. Rồi. Vậy thì bây giờ ta chọn cái hình ảnh này này. Ở trong Inlook là thầy nhắc lại, trong Inlook là chúng ta chọn hai cái hình đúng không? Ta kích phải và ta chọn Clipping Mask. Thì ở đây chúng ta không dùng một Clipping Mask mà chúng ta vào Effect, Power Clip, Play Insert Frame, đưa hình vào trong khuôn hình đấy. Thì chúng ta có được cái khuôn hình như này. Bây giờ chúng ta vừa giờ ta để viền trắng đúng không? Một là ta cứ để cho cái viền trắng nó to hơn tí nữa cũng được. Giả sử ta để cái viền trắng này nó to hơn, chúng ta vào Highlight. Ở đây nó gọi là chế độ highlight nhé. Đây này, highlight chứ nó không phải là cái chế độ liner ở như ở trong Photoshop, trong Corel đâu. Đây là highlight. Đó. Nó khác hơn một tí thì chúng ta làm dần chúng ta sẽ quen. Đây giờ này ta để nó to hơn một chút. Rồi đúng không? Chúng ta được cái khuôn hình như trên. Đây giả sử đây là cái biển quảng cáo nhé. Giả sử đây là cái biển quảng cáo. Thì các bạn có thể insert các cái logo vào. Insert các logo vào thì ta lại vào file, ta vào import đúng không? Ta tìm một vài các cái logo. Thì trong trường hợp này ta ở đây ta không có logo chẳng hạn, thì tôi sẽ lấy một số các cái logo có sẵn rồi, logo đối tác chẳng hạn, ví dụ thế. Ta sẽ tìm một số cái, ví dụ ta lấy cái logo Aeon. Rồi ta xem nó có tách cái file không nào. Đó. Trong trường hợp này nó nếu nó không tách được file thì chúng ta sẽ vẽ lại. Ta kích phải và ta ungroup này. Thì ở trên này nó có cái biểu tượng ungroup out object. Chúng ta có thể bấm vào đấy. Bây giờ ta Ctrl G. Và ta cấp tàn làm như bình thường. Bây giờ trong trường hợp này là nó đã ungroup được rồi này. Đã, ta kéo cái này vào và ta cho to làm một chút. Đây coi như siêu thị Aeon đi đúng không ạ, Aeon Hà Đông nhỉ, ví dụ thế đấy. Nếu như giả sử Aeon nhá thì cái nền này ta để nó màu tím đi,
Thì các bạn ghi cái công cụ mà đo màu ấy ở trong các phần mềm khác là phím y ngắn, thì ở đây nó không có phím y ngắn. Tuy nhiên nó cũng có cái công cụ đo màu, đó là Color Eyedropper Tool. Đó, thì tôi cũng đo vào đây. Chúng ta đo cái này, và sau khi đo xong này, các bạn nhìn thấy này, nó ra một cái gọi là cái thùng sơn ấy. Chúng ta đưa cái con chuột vào chỗ nào thì nó hiển thị ra cái ô màu. Ta bấm đấy thì chúng ta đã được cái bảng màu chúng ta đo, đúng không ạ? Trong trường hợp ta để nó màu trắng chẳng hạn, chỗ này ta trắng, hoặc chúng ta để hồng thì các bạn đây ta có thể nó ví dụ thế đi, cái này ta để màu trắng rồi đúng không ạ? Thì giả sử ta được cái hình như trên. Tiếp đến là bây giờ ta cái bố cục thì chúng ta có thể làm các kiểu được, không sao cả. Bây giờ ta tạo một cái hình tròn. Thì cái này nó khác hơn Corel nhé, nó khác hơn môn khác là chúng ta nếu mà chúng ta muốn vẽ hình tròn hình vuông thì chúng ta phải nhấn Ctrl nhé. Chúng ta phải nhấn Ctrl, nếu không nó không tròn không vuông đâu. Đó, thì chúng ta với cái hình như này chúng ta cũng thể đưa một vài cái vào, ví dụ thì insert một cái đồng hồ vào chẳng hạn, hoặc cái áo vào chẳng hạn, import vào, chúng ta xem là có cái hình nào nó hay hay đây, fashion xem nó có cái gì nào, nhớ là có một số các cái đồng hồ, ta sẽ tìm một cái ok không có thì ta sẽ tìm các cái nguồn tư liệu, như đây đây rồi, ta hoàn toàn có các cái tư liệu, ta xem có cái đồng hồ nào đẹp đẹp hơn tí nữa đây, cái Rolex này cũng khá là thú vị. Ta đưa cái hình này vào và ta đặt nó vào đây. Đó. Zoom lên một chút. Thì với cái hình này ta sẽ để nó trên chốc ở bên trên. À, ta bỏ màu nó đi và ta để viền nó kích phải vào cái ô viền thì nó sẽ được cái bảng màu, và ta shift paste up để lên trên đúng không ạ? Ta để nó như thế này đi, ví dụ thế, để cả chữ Rolex này cũng được, thu nhỏ lại một tí rồi cũng khá là thú vị. Bây giờ cái hình này sau khi mà chúng ta làm được cái nhá, ta cái hình này ta thêm một lớp nữa này, Ctrl C này, Ctrl V, ta to làm tí để lát nữa chúng ta làm cái viền rồi đúng không ạ? Rồi với cái hình này đó, chúng ta vào Object, Power Clip, Insert, Apply, Insert Frame. Rồi đúng không ạ? Chúng ta có được cái hình ở trên. Thì cái này về cái công cụ ấy, về cái tư duy làm hình ấy, thì nó không khác gì những môn khác nhá. Cho nên các bạn có thể ứng dụng nó vào bất cứ cái gì. Chỉ có là cái công cụ thôi. Chứ còn cái tư duy có các bố cục thì chúng ta làm nhiều chúng ta sẽ quen, không sao cả. Chúng ta mới làm, không ai trách chúng ta. Để bây giờ ta cho nó xuống dưới cùng nhá. Đó, thì chúng ta được các cái hình như trên. Thì đây là giả sử cái hình này nếu thấy màu tím nó chưa ưng thì các bạn có thể nhấn phím y ngắn, nhấn color eraser, bấm vào cái màu xanh này, bấm vào đây. Thì chúng ta cũng có thể tạo ra các cái mảng màu đúng không? Cũng rất là thú vị. Ở đây trong trường hợp này, bây giờ giả sử đây là cái poster về cái đồng hồ đó, cái biển bảng về đồng hồ đúng không ạ? Thì bây giờ ta gõ cái thông tin vào. Thì nhắc lại bài hôm trước một chút là ta nhấn gõ bất cứ một cái thông tin nào thì ta nhấn phím F8. F8 để gõ text đúng không ạ? F8. Vậy thì khi mà chúng ta kích hoạt nó hiển thị ra cái nhấp nháy thì chúng ta hoàn toàn gõ được. Ví dụ như là đồng hồ nam chẳng hạn, ta để cái này to lên chẳng hạn, đây là cái biển quảng cáo nhé, cái biển quảng cáo thì chúng ta cái thông tin của chúng ta nó vừa phải thôi, đừng để nó to quá đó, cái thông tin nó vừa phải thôi, chúng ta để nó đừng để nó nhiều nhiều quá thì cuối cùng nó không ai đọc được. Đó. Thì ở bên dưới bây giờ giả sử chúng ta được cái chữ này rồi nhé, chúng ta đưa một cái chữ này xuống dưới kích phải vào nó thì chúng ta copy cái hình nó, trong Illustrator chúng ta dùng Alt đúng không,
ở đây ghi gì nhỉ? Bây giờ ghi là thế giới đồng hồ đúng không? Đó, đấy, ta ghi thế giới đồng hồ Rolex chẳng hạn, ví dụ thế. Sau ta đưa vào. Thì nếu mà chúng ta nhấn phím Shift là nó thu đều. Nhấn phím Shift là nó cũng thu đều như các cái phần mềm khác. Bây giờ trong trường hợp cái chữ này đang không biết hoa này. Cái chữ này đang không biết hoa nhé. Đó, thì chúng ta có thể vào phần Text này. Chúng ta phần cái phần trên cách phím tắt là Shift F3. Shift F3 là chuyển từ cái chế độ text viết thường sang chế độ viết hoa cái bảng công cụ đó, thì nó sẽ sổ ra cái bảng chữ của chúng ta trong trường hợp là chúng ta muốn nó viết hoa. Chúng ta được cái hình ở trên đúng không ạ? Ta cho nó nhỏ một xíu nữa này. Đấy. Rồi. Thì coi như đây là cái biển đúng không? Coi như đây là cái biển quảng cáo chẳng hạn. Thì hai cái hình này bây giờ nếu mà chúng ta làm trọng tâm cái hình, ta nhấn vào đây, từ điểm này đến điểm này làm giữa, giữa của cái hình. Vậy thì bây giờ cái chữ gì kìa, cái chữ đồng hồ nam nó phải cắm giữa cái đường này đúng không ạ? Ta chọn hai cái hình và ta nhấn phím tắt lại C là cắm giữa, C là cắm giữa. Rồi xong cái hình này là ta bỏ cái hình này đi, ta chọn cái hai cái hình này, ta nhấn phím C cắm giữa. Đó. Vậy thì muốn căn theo đối tượng nào thì chúng ta chọn đối tượng thứ nhất, căn theo đối tượng, nhấn Shift căn theo đối tượng thứ hai, thì cái đối tượng thứ nhất là sẽ được được giống theo đối tượng thứ hai. Đó. Ở đây chẳng hạn, bây giờ đến lượt ta thêm các thông tin, kích phải vào nó chẳng hạn. Ở đây trong trường hợp là nếu là biển quảng cáo thì thường là nó sẽ không khuyến mại, đúng không ạ? Cho nên chúng ta ở đây chúng ta sẽ chỉ ghi cái phần địa chỉ thôi. Ví dụ như địa chỉ. Địa chỉ thì có thể chúng ta bỏ qua cái phần gọi là địa chỉ. Mà chúng ta ghi là ví dụ như là 158 Trần Phú chẳng hạn. Hà Đông chẳng hạn. Đó. Bởi vì biển quảng cáo mà. Biển quảng cáo trên là cái nội dung nó sẽ vừa phải thôi. Bây giờ chúng ta thêm cái số điện thoại. Vì chữ hotline cho nó bách. 0987521466. Ví dụ thế. Rồi. Sau khi mà chúng ta xong cái phần nội dung này nhé. Một là chúng ta có thể để bộ, để bâu. Hai chúng ta bỏ đi. Và chúng ta căn giữ thế cho nó. Thế theo chữ T này. Câu lại. Rồi. Cảm ơn em. Đó, thì chúng ta có thể, thì khi mà chúng ta chọn text ấy, thì trên cái thanh này này nó cũng ra các cái bảng căn trái, căn phải, căn giữa. Thì ở đây chúng ta có các chế độ, một là chúng ta chọn căn chun N là năn đúng không ạ? Căn chun L, các bạn nhớ ghi vào nhé, căn chun L là căn trái, căn chun E là căn giữa, và căn chun R là căn phải, căn chun G là full hai lề, và căn chun full hai lề và có cái chữ ở cuối, căn chun H là full tất cả hai lề. Đó, thì chúng ta để trong trường hợp chúng ta xem chờ. Đó. Và chúng ta để này. Đó, thấp thấp xuống chút. Đó. Trong trường hợp này ta cứ để nó tầm này chẳng hạn. Ví dụ nếu mà chúng ta cần cái hình có thể thêm một cái họa tiết gì ở đây chẳng hạn, hoặc chúng ta tạo ra một cái đường line nhỏ ở chỗ này. Đó. Tuy nhiên cái bố cục này nó cũng chưa thực sự đẹp bởi vì chúng ta không có nội dung. Đó. Ví dụ thế. Thì đây ví dụ chúng ta, đây là biển quảng cáo nhá. Vào biển quảng cáo đấy. Thì ba cái hình này. Bốn này này, ta căn theo giữa thế chữ đồng hồ nam, nhấn phím C căn giữa đúng không? Thì chúng ta được các cái, nếu mà đây trong trường hợp này cái nội dung chúng ta ít quá, chúng ta có thể thêm chữ địa chỉ vào. Số đấy. Quận. Còn nếu mà nó dài rồi ấy thì chúng ta lại bớt đi.
TP. Đó. Thì cái nội dung này hoàn toàn ở các bạn. Đó, cái nội dung này hoàn toàn là các bạn mình làm sao mà trong trường hợp này cái chữ Rolex người ta to một chút này. Bởi chúng ta còn đất mà. Ta vẫn còn rất là nhiều diện tích cho nên là chúng ta có thể cho nó to lên. Chọn hai cái hình và ta nhấn C, đúng không? Thì chúng ta được các cái. Nếu mà cần thiết thì có thể thêm chữ đồng hồ to tướng vào cũng được, không sao cả. Thì đây là cái bố cục. Tiếp đến đây nhá, chúng ta xong một cái banner này. Thì cái này nó liên quan nâng cao một tí này. Trong trường hợp này ta có thể là thêm các cái hiệu ứng. Ví dụ như bây giờ cái chữ đồng hồ này, ta thêm các cái hiệu ứng shadow, có nghĩa hiệu ứng động. Thì có các bước. Một là ta nhân bản nó. Ctrl C này, Ctrl V. Ctrl V thì nó paste ngay vào cái vị trí ấy. Ta có thể cho nó động xuống như này. Đúng không? Ta có thể làm như này. Đấy, cũng là một cách là chúng ta có thể làm cái nội dung nó nổi lên, đúng không ạ? Còn trong trường hợp chúng ta không thích như thế nữa. Ta không thích nữa. Thì đây. Các bạn có thể vào, ở đây nó có cái công cụ thanh tool nhá. Nhưng mà nó không có phím tắt đâu. Thì chúng ta vào Drop Shadow nhá. Chúng ta vào Drop Shadow. Thì chúng ta tạo ra các cái hiệu ứng bóng. Đó, bấm vào đây. Và kéo một điểm đến điểm cuối. Nào bây giờ các bạn chờ một tí. Về cái trường hợp này là máy nó đấy rồi. Thì nó sẽ hơi chậm hơn một tí. Thì khi mà chúng ta tạo ra cái bóng ấy, thì ở trên cái thanh này của chúng ta nó cũng có một số các thiết lập. Ví dụ như là các bạn cứ để ý cái ly nhá. Cái ly là cái biểu tượng mà làm trong ấy. Đó. Làm trong theo chiều. Cái này là theo chiều xuyên này. Ta cao lên một tí này. Đó các bạn nhìn thấy không? Ta bấm vào, ta bỏ đây một tí này. Đấy. Các bạn để ý thấy. Đúng không ạ? Tùy chỉnh này. Đó. Thì chúng ta cứ tùy chỉnh làm sao nó vừa. Hoặc là ta bấm thẳng vào đây ta kéo rồi. Nếu các bạn thấy nó chưa được, các bạn cho nó dịch cho một tí, không sao cả. Thì khi chúng ta tạo ra cái hiệu ứng này đấy. Cái hiệu ứng shadow vừa giờ đấy. Ở đây ví dụ ta tạo ra cái hiệu ứng shadow vừa giờ thì chúng ta. Bây giờ chúng ta để ý, nếu mà chúng ta để nguyên thì không nói làm gì, nếu chúng ta bỏ đi thì vừa giờ chúng ta đây, ví dụ ta đây này, ví dụ ta tạo ra này thì các bạn nhìn thấy cái biểu tượng nó đỏ này, clear drop shadow, có nghĩa là hủy cái lệnh shadow đi nhá, hủy đi đó. Thì bây giờ ta lại làm lại này, chờ nhớ bấm vào đây đó, thì chúng ta đã tạo được cái shadow. Cái này nó lâu hơn Illustrator một tí nhá. Đấy. Thì đây là cái bước mà chúng ta làm được cái shadow. Tiếp đến này, cái khoảng cách chữ này một tí này. Cái khoảng cách chữ này của ta đang cái giãn dòng hai dòng nhá, đang hơi dày. Vậy thì bây giờ ta nhấn phím F10. Ở đây chúng ta gõ cái nó zoom lên cái hình này. Tool up F10, unlock F11. Đó. Ta đang dùng hai cái màn hình như này, hình như view cái chế độ này. À hiểu rồi. Đang ở chế độ ghi hình. Này này. Thì nó sổ ra cái bảng đấy. Bây giờ ta bật cái này lên. Thì chúng ta có thể nhấn cái F10. Nhấn cái F10 thì nó ra cái khoảng cách này này. Hoặc chúng ta vào đây này. Đó. Hoặc là các bạn có thể vào trực tiếp cái lệnh F10 này. Thì nó sinh ra một cái việc là cái khoảng cách này này. Đó. Cái khoảng cách này. Bình thường chữ nhá. Chữ trong Illustrator. Nếu mà chúng ta muốn điều chỉnh cái khoảng cách này thì chúng ta nhấn cái lệnh gọi là Ctrl T, đúng không ạ? Nhưng ở đây chúng ta hoàn toàn là dùng F10 nhé. F10 để điều chỉnh cái khoảng cách chữ. Đó, thì chúng ta được cái hình như trên nhá, được từ hình thứ nhất. Và tương tự như thế, chúng ta cũng có thể làm các cái việc khác. Ví dụ như bây giờ trường hợp này ta xong một cái hình này nhá.
Xong này, ta lưu file nãy giờ ta chưa lưu đúng không ạ? Ta lưu file. Thì lưu ở đây quá trình ta Ctrl S như bình thường đúng không? Nhưng ở đây nó có một cái đó là liên quan tới cái quá trình mà chúng ta làm sau này tôi gửi đi gửi file đi. Thì đó là cái version. Đây là cái version nhé. Thì cái version này này, cái bảng version này nó có một số các cái thiết lập, ví dụ như là version 16, version 15, version 14, version 13, version 12, version 11. Thì cái Corel chuẩn nhất bây giờ vẫn là cái Corel 12. Thì các bạn có thể để cái Corel 12 nhá. Thì làm sao mà để những cái công ty quảng cáo bây giờ ấy, họ vẫn đang dùng Corel 12, họ có thể mở được cái file thiết kế của chúng ta. Đó, đấy là cái cách mà giảm version nhá. Và nó hỏi là có đồng ý cái maker cái power clip exit hay không? Ok. Cái này, cái hình này có đi kèm không này? Để chúng ta được một cái hình đúng không ạ? Đấy là bài thứ nhất. Chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra một cái bài nữa, bấm vào đây. Trong trường hợp ta bấm vào dấu cộng này. Đó. Ta bấm một cái dấu cộng ở bên dưới cái thanh này này. Nó sẽ ra cho chúng ta một cái bảng làm việc mới, mà cái bảng này được thiết lập ngay từ đầu là 8 mét nhân với lại nhân với lại là 2 mét. Thì bây giờ ta cho nó nhỏ lên một tí, không làm 8 mét 2 mét nữa, người ta cho nó nhỏ lên chẳng hạn khoảng mét rưỡi thôi, cho nó nhẹ máy chẳng hạn mét rưỡi khoảng 60 phân chẳng hạn, rồi ví dụ thế. Thì ở đây nãy chúng ta dùng cái cơ bản đúng không, cơ bản là chúng ta tạo ra các bằng chính các cái hình ở những cái hình này. Thì bây giờ ta với cái hình này ta dùng pen để tạo ra cái hình các cái này, bây giờ ta cũng sẽ đổ màu cho nó. Rồi ta bấm vào đây là màu hồng chẳng hạn. Thì bây giờ các bạn hoàn toàn cũng có thể dùng pen như trong Illustrator. Bấm vào cái pen này này. Đó. Pen này. Đó, thì các bạn có thể thiết lập cho nó một cái hình. Ví dụ ta chọn cái hình này. Đúng không ạ? Thì ta có thể điều chỉnh bấm vào F10. Điều chỉnh các cái neo này một chút. Đó, ví dụ thế. Và bây giờ sau khi xong cái hình này rồi, ta cũng chọn hai cái hình này để cắt với nhau. Ta dùng cái lệnh insert này nhá. Insert này. Và bây giờ ta xóa cái bên ngoài đi. Ta đã được một cái hình hình này đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra các bằng, bởi vì không khi mà chúng ta thành thạo Corel thì chúng ta làm Corel thôi, thành thạo Illustrator thì chúng ta làm Illustrator đúng không? Bây giờ Ctrl C này, Ctrl V thêm một lớp nữa đúng không ạ? Cái này ta bỏ màu đi. Và ta bấm phần viền trắng cho nó dễ nhìn. Zoom in. Ta kéo nó lệch kia một tí. Bấm vào F10. Rồi. Để cho nó khác hơn một tí. Cái này ta cũng thế. Cái này bấm vào đây. Trong cái trường hợp này ta bấm vào đây, ta bấm vào F10. Ta điều chỉnh lại cái neo một tí. Đấy, thì chúng ta có được các cái hình. Ví dụ bây giờ trường hợp này ta bấm vào hình trắng này, hai cái hình này. Ta nhấn shift build up đúng không ạ? Và shift build down xuống dưới. Đó, thì chúng ta hoàn toàn có được cái bố cục rất là thú vị ở đây. Và lại cũng zoom lên đúng không ạ? Bây giờ chúng ta cũng lại file import hình vào. Nào, chúng ta import hình vào. Bây giờ ta lấy một cái hình thời trang này chẳng hạn. Đưa cái này vào. Đó. Đưa cái hình này vào. Và bây giờ cả hai cái hình này chọn nó xuống dưới cùng. Ở đây chúng ta kéo cái hình nhá, nó không đi đâu. Chúng ta nhấn Alt kéo nó không đi, chúng ta phải chọn vào hình nó thì nó mới chọn được đối tượng. Rồi ta bấm cái hình này và ta vào Object Power Clip. Rồi đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta có cái hình này. Bây giờ cái hình này này, nếu mà ta muốn điều chỉnh ấy, thì ta nhấn Ctrl đúng không ạ? Ctrl. Thì chúng ta nhấn Ctrl thì nó sẽ được cái hình nhá.
Sau khi mà chúng ta điều chỉnh xong cái tỷ lệ, giả sử cái này ta cái đường này này ta xong, ta nhấn căn chuông ra ngoài thì chúng ta được cái hình như trên, đúng không? Đấy, thì đấy hoàn toàn là chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra được các cái hình. Và bây giờ các bạn ví dụ ở đây các bạn có thể là đưa các cái logo mỹ phẩm vào. Ở đây nhỏ ta lại import này, file import, import là lấy vào đúng không? Để ta tìm xem có cái logo mỹ phẩm nó không nào. Hôm trước ta đã tẩy được cái này đúng không ạ? Hôm trước ta tẩy được cái lọ nước hoa. Thì bây giờ ta tìm số cái lọ nước hoa. Đâu nhỉ? Nọ người ta có mấy cái mỹ phẩm không? Đây, lấy cái màu hồng này xem nào. Ồ, cái này chúng ta hoàn toàn là lát nữa chúng ta phải cắt rồi. Rồi ta cứ insert nó vào đã. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ dùng pen chúng ta cắt như bình thường thôi. Bây giờ giả sử ta có cái hình này. Ta dùng pen. Đó. Cái ở trong Illustrator thì chúng ta hoàn toàn cũng vẽ được các cái pen này ra. Xong rồi chúng ta dùng Power Clip. Nhưng cái này nhá, cái này nó khoai hơn một cái là chúng ta không bỏ được cái lệnh đấy. Ta không bỏ được cái lệnh đấy. Bây giờ nếu mà chúng ta bấm ra ngoài nó mất hút cái lệnh ấy luôn. Nhưng trong AI thì chúng ta có thể bỏ được. Bây giờ đang làm này chúng ta có thể là hiệu chỉnh. Nhưng ở đây chúng ta mà làm thế là chúng ta cái lệnh ấy nó hủy luôn, nó coi như là chúng ta vẽ xong rồi. Cho nên cố gắng là chúng ta đang làm chúng ta phải vẫn để giữ nguyên cho nó. Hoặc là chúng ta có thể vẽ méo mó cũng được, xong rồi chúng ta điều chỉnh sau. Đấy, ở đây ví dụ hoàn toàn bây giờ nếu mà ta dùng cái phím H để di chuyển ấy là nó hủy luôn cái lệnh này. Nó không giống như là Illustrator, cho nên làm có những cái nó khó hơn. Bây giờ xong rồi nhá. Ta lấy cái hình này, ta cũng vào Object đúng không ạ? Power Clip, chọn vào đây. Rồi. Và bỏ cái viền viền này đi. Chúng ta có cái hình này. Bây giờ to một chút này. Nó hoàn toàn cho to. Tiếp đến là ở đây trong trường hợp này nó to rồi thì nó cũng chúng ta cũng có thể làm như trong Photoshop, Ctrl C này, Ctrl V đúng không? Xoay một chút, kích nút vào ta xoay lật ngược đi, bấm vào đây, coi như chúng ta làm cái giảm opacity của nó xuống, đúng không ạ? Đấy, đưa nó vào đây. Thì trong cái phần mềm này nó cũng có một vài cái chức năng, đó là nó cũng có cái tương tự như opacity, bởi vì ngày xưa thì nó cũng là một phần mềm mạnh đó. Tuy nhiên là bây giờ nó hơi khác hơn tí thôi. Bây giờ người ta ít dùng hơn và người ta chuyển sang quảng cáo dùng nhiều cái này, còn chúng ta thiết kế chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ ít dùng trong Corel, nhưng chúng ta không thể không biết được. Thì chúng ta giảm opacity ấy, thì các bạn để ý này. Trên cái thanh tool của chúng ta nó có cái lệnh transparency tool. Thì chúng ta bấm vào đây. Thì nó sẽ sinh ra cái ly này, cái ly này. Và chúng ta muốn giảm nó chiều nào chúng ta bấm vào đó. Ở đây chẳng hạn ta bấm vào và ta giảm opacity nó xuống. Ở đây nó chỉ giảm đâu nhỉ? Bấm vào cái phần góc này. Hình như là với cái đối tượng hình thì nó lại không, hình ảnh thì nó không cho. Để ta thử lại một cái ảnh khác nào.
hay là đang bao clip nó không đưa vào nhỉ? Đây ta đưa một cái hình này vào xem là zoom lên. Rồi, thì với cái hình thì nó lại được, nhưng mà chúng ta đang dùng clipping thì không được. Đó. Đây ta, trong trường hợp này ta kích đúp vào nó, nhấn Ctrl vào nó, thì ta giảm thử ở trong cái trường hợp này xem nào. Đó, chúng ta giảm thử trong trường hợp này, ta giảm trực tiếp trong đây thì được. Ở đây chúng ta giảm trực tiếp ở đây thì được, thế mới ly kỳ nhỉ. Ta giảm tiếp vào một lần nữa bên ngoài của nó xem nào. Đấy nhá, nó chỉ cho giảm cái ảnh thôi, còn cái power clip thì nó lại không giảm. Power clip thì chúng ta ở đây nó không giảm. Ta thử một cái phương án khác, rồi cái hình này xem nào. Cho nên đấy, cho nên nếu mà trong trong bên Corel thì các bạn không nên dùng cái hình này nhé, không nên dùng cái clip xong rồi chúng ta giảm opacity, mà chúng ta nên giảm nó trong Photoshop đưa sang thì nó sẽ hợp hơn. Đó. Bây giờ cái việc còn lại chúng ta đặt nội dung thôi, đúng không? Ta gõ các cái thông tin vào, ví dụ như là nước hoa đúng không? Cái này là thẩm mỹ. Ta gõ chữ T này. Thẩm mỹ gì đó. Thì một số các bạn chọn đến một số cái phông có sẵn. Một số cái phông có sẵn. Ghi đó. Ví dụ như là lệ quên nhỉ. Ở đây ta chọn các cái phông có sẵn, ví dụ thì để UTM này. Đây là cái bộ phông UTM. Đó. Chúng ta được các cái hình như trên. Đấy. Ta có thể để một trắng. Màu trắng không thích thì ta có thể để nó cái màu màu vàng thì không được, để màu trắng đi cho nó nhã nhặn. Đó. Tiếp đến là chúng ta có thể gõ các cái thông tin, ví dụ như là nước hoa nhập khẩu chẳng hạn. Thì các bạn làm ấy, cái quá trình các bạn làm thì cái phần thông tin này các bạn không lo. Không lo là không có thông tin nhé, bởi vì là cái ông nào chủ hàng ông chẳng muốn quảng cáo nhiều, ông còn đưa nhiều ấy. lúc đó chúng ta còn phải tư vấn cho người ta là bớt nội dung đi, cho nên các bạn khi mà các bạn làm các bạn không lo cái việc là tôi có ít nội dung, đúng không ạ? Ở đây chúng ta có thể thêm các thông tin gì nhỉ? Đấy, bình thường nước hoa nó hay có cái thông tin gì các bạn? Ta có thể ghi với các cái hãng. Như chẳng hạn. Chẳng giờ channel à? Ví dụ thế. Thì cái việc này chúng ta cái phần nội dung này chúng ta sẽ lấy cái phần thông tin của họ nhé, nhưng mà chúng ta làm cái quá trình chúng ta làm lưu ý. Sẽ có chính, có phụ. Đây là chính này, thẩm mỹ này. Cái thẩm mỹ là cái người ta nhìn thấy to tướng này. Đó. Sau đó thì cái tên chú thích cho cái phần bên dưới nó nhỏ 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 xinh xinh thôi. Sau đó là tên cái tip thứ hai. Đó. Có thể là ở cái phần tên các cái sản phẩm, tiếp đến là chúng ta đưa các cái thông tin địa chỉ vào chẳng hạn. Và số điện thoại. Đó. Địa chỉ và số điện thoại thì bây giờ ta lấy ở cái bản 1. Ta vào cái bản 1 ta lấy ra cho nó nhanh. Đó, Ctrl C này. Sang cái hình này ta Ctrl V. Và cả cái cụm ta thu nhỏ lại. Đâu mất rồi. Đây rồi. Rồi. Đấy. Thì trong cái này chúng ta khi mà cái quá trình mà chúng ta làm nó cứ giật 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 giật. Đấy.
bởi vì là cái này nó hơi nặng đấy. Đấy, trong trường hợp là chúng ta căn lề trái. Và nhấn cái F10 này cho cái khoảng cách chữ này nó sát lại nhau tí. Rồi đúng không? Đưa cái này vào đây, ví dụ đây này, trong trường hợp này, nội dung nó dài nhá, chúng ta lại phải lược đi. Nhấn phím F8. Đây ta không ghi số nữa mà có thể không ghi quận nữa. Nếu mà nó dài, đấy, ta có thể ghi không như này thôi. Đấy, chúng ta đã được các cái hai cái banner dựa trên cái môn Corel này nhé. Cái Power Clip thì nó giống hệt như các cái phần mềm khác. Phần mềm khác thì nó là clipping mask, nhưng Power Clip thì nó là đưa một cái hình ảnh vào. Vậy thì bây giờ ta đưa một cái ví dụ khác. Ở đây chẳng hạn, ta sẽ insert một cái hình file này, import này, một cô gái rõ xinh này chẳng hạn, đưa vào. Vậy thì ta vẽ là ta để một cái hình nào đó đi, hình polygon này, đặt tên đó, đặt lên. Vậy thì bây giờ cái hình cô gái này muốn cho nó chui vào cái hình polygon này thì chúng ta chọn cái hình cô gái. Bước 1 chọn cái hình cô gái. Bước 2 chúng ta vào object. Chúng ta chọn power clip và chúng ta chọn play instant frame. Bấm vào đây. Rồi đúng không ạ? Và bây giờ ta kích phải nó. Để xong. Đấy là quá trình chúng ta làm nhá. Còn tiếp đến là chúng ta muốn sửa cái ảnh này cho căn chỉnh lại bố cục. Thì chúng ta chọn cái hình là ta nhấn Ctrl. Kéo ra. Ồ, thế này hợp hơn. Xong khi mà làm xong chúng ta cận Ctrl và bấm ra ngoài nhá, thì đấy là cái bước của chúng ta hoàn toàn có thể tạo lên được cái power clip. Mạnh vừa giờ xem kịp chưa? Mạnh. Được rồi thầy ạ. Ờ, trong trường hợp mà chúng ta không muốn nó nữa, chúng ta vẫn vào object này. Chúng ta chọn Power Clip và chúng ta extract content thì nó sẽ chuyển về cái chế độ bình thường như lúc nãy của chúng ta nhá. Thì đấy là các cái bước. Nào bây giờ các bạn sẽ thực thực hành xem là có cái phần nào mà các bạn chưa nắm được thì đề nghị thầy thì sẽ giảng lại cho các bạn, bởi vì cái phần này nó hơi lằng ngoằng một tí đấy, cho nên là chúng ta làm nó phải kỹ, nếu không kỹ thì cuối cùng là các bạn lại quên hết. Đấy thì thầy đã record lại cái file này, thầy đang lát nữa thầy up lên. Quên rồi, có phần nào chưa nắm được không? Đó. Thì muốn thiết lập phím tắt trong Corel thì chúng ta vào tool, chúng ta vào cái phần custom minigen này, mitigation này, thì chúng ta vào đây bấm vào thì nó sẽ sổ ra cái bảng option cho chúng ta. Thì ở đây nó có một số các cái chức năng này, ví dụ như là comment bar này, là tất cả những cái gì liên quan đến 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 cái comment bar này, ví dụ như menu này đúng không? Text zoom này. Hai là cái comment này. Thì ở đây nó một số cái, ví dụ cho ta vào file ta kiểm tra cho nào, ở đây ví dụ ta bấm vào cái phần toolbook này. Đó, cái toolbook này. Đây nhá. Thì cái toolbook này nó có cái gọi là eDropper ấy. Nó chính là cái công cụ eDropper này. Đó, bấm vào đây. Color dropper đúng không? Đó. Thì ta tìm xem là cái color dropper ở chỗ nào. Nó ở cái phần xa xa đó. Chỗ nào đó nhỉ? Ta tìm lại. Thì lúc đó chúng ta sẽ cài phím tắt cho nó. Ở đây ví dụ như phần dropper nó chưa thấy cái phần color. Đây rồi. Cái này nó đang không có phím tắt nhá. Nó đang chưa có phím tắt, chúng ta vào shortcut.
Chúng ta trong trường hợp này ta nhấn phím y ngắn đúng không ạ? Y ngắn. Ta nhấn phím y ngắn. Ta bấm vào assign này. Assign là điều khiển đấy. Và ta nhấn ok. Đúng không ạ? Đó. Thì bây giờ ta nhấn phím y ngắn này. Nó sẽ ra cái bảng này chúng ta. Bây giờ chúng ta làm, chúng ta có thiết lập nó giống với lại Illustrator đúng không ạ? Tiếp đến. Ở đây ví dụ cái phần pen này nhá. Cái phần pen này đang chưa có phím tắt đúng không ạ? Bây giờ ta xem là có cái phím tắt nào không? Phím P trên bàn phím là không có phím tắt đúng không ạ? Rồi, vậy bây giờ ta thiết lập cho nó tool này. Cotton này. Chúng ta cũng vào cái phần này, chúng ta tìm xem là cái tool ba tool book của chúng nó là chỗ nào. Pen đúng không ạ? Pen đâu rồi? Đây rồi. Shortcut. Chúng ta nhấn phím P. Assign. Đấy. Thì bây giờ chúng ta cũng làm không khác nào Illustrator. Nhấn pen đúng không ạ? Đấy, các bạn thấy chưa? Lằng ngoằng chưa? Đúng không? Thoải mái đúng không ạ? Đấy. Thì chúng ta cũng có thể tạo ra, thiết lập cho chúng nó các cái công cụ riêng. Ví dụ như này, cái phần opacity chúng ta xem có phím tắt nào không nào? Phím tắt opacity không có đúng không ạ? Một là thôi, cái này thì nó hơi phức tạp, thì một là chúng ta trong Illustrator nó không có cái lệnh opacity, cho nên là ta không cần thiết lập cho nó. Nếu mà nó có chúng ta mới thiết lập. Đấy, thì chúng ta thiết lập cho nó giống giống. Ví dụ ở đây mấy cái này thì không nói làm gì. Đấy. Thì có hai cái thể hay dùng. À, tiếp đến là cái lệnh crop. Bấm vào đây này. Enter thử nào. Đó. Nó cũng crop cho chúng ta nhá. Thì cái này thì thấy ít dùng. Thì nếu trường hợp chúng ta muốn nó vẫn là có cái thanh crop thì chúng ta cũng sẽ vào tool option và ta chọn chế độ K3. Ta bấm vào cái toolbox, ta tìm cái lệnh crop. Crop đây rồi. Có thể phím tắt là C đúng không ạ? Bấm vào assign. Ok, vậy đây chúng ta đã thiết lập được ba cái phím tắt rồi đúng không ạ? Đó. Thì chúng ta hoàn toàn có thể thiết lập được ba cái phím tắt và chúng ta làm được các cái công cụ. Đấy là phím tắt nhá. Cái quan trọng nhất đó là cái lệnh phím tắt là Y, cái thứ hai là cái F5 và cái thứ ba là cái C. Thì không khác nào trong Corel cả. Bây giờ cái Pick Tool này này. Pick Tool này nhá. Chúng ta kiểm tra xem nào. Bây giờ phím V trên bàn phím không có đúng không ạ? Mà phím nó phải dùng phím cách đúng không? Đúng. Nó phải dùng phím cách thì nó vào. Nếu trong trường hợp này ta cũng có thể thiết lập cho nó bằng cách là chúng ta vào option, ta chọn cái pick tool này bằng lệnh phím V đúng không? Phím V như trong trong các phần mềm khác. Đây. Xem nào, chưa có phím tắt đúng không? V này. Assign này. Ok. Đó. Bây giờ ta thiết lập cho nó phím tắt rồi đấy. Bây giờ ta đã để V này. Đấy, V này, đúng không? Đúng không? Thấy chưa? Rất là hay. Đấy là chúng ta hoàn toàn có thể thiết lập cho Illustrator, cho Corel của các bạn cái phím tắt nhé.